Hello, hello, xin chào tất cả mọi người, mình đã quay trở lại rồi đây. Trước khi bắt đầu cái video ngày hôm nay thì mình sẽ show cho mọi người một vài bức tranh và mọi người sẽ giúp mình trả lời một vài câu hỏi nhé. Bức tranh đầu tiên, mọi người hãy nhìn hai đường thẳng AC và BC. Hai đường thẳng này có bằng nhau không? Câu trả lời là có. Bức tranh tiếp theo nhé. Mọi người hãy nhìn những đường chéo, những đường thẳng dài chéo ấy. Những đường thẳng này có song song với nhau không? Câu trả lời cũng là có. Bức tranh tiếp theo này. Mọi người hãy nhìn hai vòng tròn ở giữa. Hai vòng tròn này có bằng nhau không? Câu trả lời là có. Hầu hết mọi người đều trả lời sai những câu mà mình đưa ra đúng không? Có thể là có một vài bạn đã trả lời đúng bởi vì là đã có kinh nghiệm trước đấy rồi. Thế nhưng mà những ảo ảnh về tâm lý đã đánh lừa chúng ta, và đây là những ảo ảnh rất rất là nổi tiếng ở trên thế giới. Chắc là mọi người cũng đã nghe đến hiện tượng dự ảnh rồi đúng không? Vậy tại sao lại có hiện tượng dự ảnh như vậy? Và tại sao những câu trước đó mọi người lại không trả lời được hoặc là đã trả lời sai? Tất cả những câu hỏi đấy, những cái thắc mắc đấy đều có ở trong cuốn sách này. Ngày hôm nay thì mình sẽ review cho mọi người cuốn sách toàn thư tâm lý học của tác giả Motofumi Fukahori. Đây, mọi người có thể nhìn cái bìa rất là xinh xắn đúng không? Màu cam. Khi mà mọi người mua sách thì sẽ được tặng kèm theo một cái bookmark cũng là màu cam như thế này luôn. Vậy thì mình sẽ giới thiệu qua trước cái cuốn sách này, nội dung của nó nói về cái gì. Nội dung của cuốn sách này nó sẽ bao gồm 11 chương, và trong 11 chương đó thì nó sẽ giới thiệu cho mọi người tất cả các khía cạnh cũng như là những vấn đề liên quan đến tâm lý học. Mình sẽ kể sương sương cho mọi người xem là nó nói về những cái gì nhá. Đầu tiên là sự khai sinh và chặng đường phát triển của tâm lý học, tức là ai là người đã khai sinh ra cái ngành tâm lý học này và những ai là những người phát triển nó này. À, khi mà đọc cuốn sách này thì mình mới biết là phân tâm học là phân tích tâm lý mọi người ạ. Chứ nó không phải là kiểu một cái ngành học về phân tán tâm lý hay là cái gì đấy tương tự như vậy, mà nó chỉ đơn giản là phân tích tâm lý thôi. Thì trong này còn có nói về cơ chế của não bộ và tri giác này, tức là ảnh hưởng của tâm lý đến những cái giác quan của mình ấy. Ví dụ như là những cái ảo ảnh lúc nãy mình show cho mọi người xem ấy, cũng là vấn đề về tri giác. Cụ thể nó sẽ là về thị giác. Tiếp theo là về tâm lý và học tập này, rồi tâm lý và các tính cách này, nhìn thấu tính cách qua tâm lý học này, tâm lý nam của nam giới và nữ giới này. Thì ở trong cuốn sách này cũng sẽ nói rất là kỹ về kiểu tình yêu đôi lứa các thứ, nói chung là các vấn đề tâm lý liên quan đến nam nữ. Tâm lý học xã hội về mối quan hệ giữa người với người này, như kiểu là tâm lý đám đông ấy mọi người. Tiếp theo là tâm lý học về trẻ em và gia đình. Ở trong cái phần này thì nó sẽ nói sương sương về cái việc là tâm lý của trẻ. Ví dụ như là mọi người đọc cuốn Cô Thành Trong Gương ấy, mọi người thấy là các bạn trẻ ở trong đấy không đi học ấy. Vậy thì tại sao chúng lại có cái tâm lý như vậy? Tại sao chúng lại sợ trường học đến như thế? Thì mọi người cũng sẽ được hiểu, cũng sẽ được biết ở trong cái cuốn sách này luôn. Thậm chí là có cả về vấn đề tội phạm vị thành niên ấy. Tại sao người trẻ lại có xu hướng phạm tội sớm như vậy? Cuối cùng đấy là những phần liên quan đến các bệnh về tâm lý như kiểu là rối loạn lưỡng cực hoặc là bệnh tâm thần, trầm cảm vân vân. Đúng như cái tên của nó thì cái cuốn sách toàn thư tâm lý học của nó sẽ như một cuốn từ điển đại cương về tâm lý ấy. Tức là tất cả các vấn đề về tâm lý, tất cả các khía cạnh về tâm lý mọi người đều có thể tìm thấy ở trong cuốn sách này. Cái cuốn sách này nó không chỉ nói về tâm lý không, mà khi mà mọi người đọc đến cái vấn đề nào, đọc đến cái khía cạnh nào thì họ cũng sẽ định nghĩa lại cái phần đấy cho mọi người. Ví dụ như là về tâm lý trong học tập chẳng hạn, thì cuốn sách này cũng sẽ nói, tác giả cũng sẽ đề cập đến việc học tập là gì, quy tắc của học tập là như thế nào. Hoặc là khi nói về tri giác chẳng hạn thì cũng sẽ có những cái fact, những cái điều rất là thú vị về tri giác mà mình thậm chí trước đây mình cũng đã biết đến nó rồi nhưng mình không thể gọi tên nó được ấy. Hoặc là tình yêu chẳng hạn, ở trong này cũng sẽ có một cái định nghĩa về tình yêu cũng rất là hay luôn. Thích một người là như thế nào, yêu một người là như thế nào ấy. Và thậm chí là có những cái vấn đề kiểu 18 cộng tình dục này nọ nữa, mọi người cũng sẽ được tìm hiểu ở trong cuốn sách này luôn nhá. Vậy thì tiếp theo mình sẽ nói với mọi người một vài phần mà mình rất rất là thích ở trong cuốn sách này. Đều là những cái phần mà kiểu mình rất là muốn tìm hiểu trước đấy ấy. Thế nhưng mà mình không biết là tìm hiểu bằng cách nào. Nếu mà mình lên Google mình gõ từng cụm từ một thì nó sẽ rất rất là lâu, nó sẽ không có sự tổng hợp. Thì rất rất là may là cuốn sách này nó lại xuất hiện ở trong cuộc đời của mình. Thế nên là mình đã nắm bắt được những cái điều mình tìm kiếm, khát khao được tìm hiểu bấy lâu nay. Mình là một người rất là thích
tìm hiểu những cái vấn đề sâu xa, những vấn đề tâm lý cũng như là những cái điều kỳ quái ở trong con người hoặc là những cái điều bí ẩn ấy. Thế nên là cái cuốn sách này nó sẽ có những thứ mà nó giải đáp cho mình rất rất là hay. Ví dụ những cái ảo ảnh mà ban đầu mình đưa cho mọi người xem ở đầu video này. Ở đây còn có cái gì test tính cách nữa. Cuốn sách này sẽ có những cái phần mà mình rất rất là thích, mình sẽ nói với mọi người ngay bây giờ. Phần đầu tiên mà mình rất là thích đấy là cái phần liên quan đến việc nhìn thấu tính cách của con người thông qua tâm lý. Thì ở trong này nó sẽ giới thiệu cho mọi người những cái bài test tính cách để cho mọi người biết rằng mình thuộc dạng tính cách nào và những người xung quanh mình cũng thuộc cái dạng tính cách nào. Đặc biệt là sẽ có một cái phần gọi là tính cách thông qua nhóm máu ấy. Đây, những đặc trưng được cho là tính cách thể hiện qua nhóm máu chẳng hạn. Ví dụ như những bạn nhóm máu O ấy, thì đặc trưng phổ biến sẽ là bình tĩnh này, không để cảm xúc lấn át này, không dễ bị người khác ảnh hưởng và kiên nhẫn. Điểm mạnh sẽ là rất là tự tin, ý chí mạnh mẽ vân vân. Điểm yếu thì sẽ là cứng đầu, thiếu linh hoạt, bình tĩnh nhưng có điểm lãnh đạm. Khá là đúng với mình ấy, bởi vì là mình cũng là nhóm máu O và mình cũng khá là cứng đầu, thiếu linh hoạt này. Cũng khá là kiên nhẫn này. Nói chung là mọi người có thể tham khảo. Người ta còn giới thiệu cho mình những cái bài test về tính cách nữa. Ví dụ như là bài kiểm tra tính cách Yatabe-Gufford, bài kiểm tra Kraepelin, bài kiểm tra Rorschach, bài kiểm tra Bellum này, TAT này, SCT này. Dựa vào những cái bài kiểm tra tính cách này thì mọi người sẽ nắm bắt được xem chính bản thân mọi người là thuộc nhóm tính cách nào. Cái phần mà nhìn thấu tính cách qua tâm lý học là mình khá là tâm đắc ở trong cuốn sách này. Phần tiếp theo nữa đấy là tâm lý học theo cuộc đời của con người ấy. Thì trước đến giờ thì mình cũng biết là con người sẽ trải qua những cái giai đoạn còn trẻ này, giai đoạn thiếu niên này, giai đoạn dậy thì này, trưởng thành này, rồi cao tuổi thì tâm lý sẽ như thế nào này. Mọi người sẽ đọc được rất là chi tiết ở trong cái cuốn sách này luôn, là tại sao những cái bạn mà ở tuổi dậy thì ấy là cái dạng tính cách mà cái tâm lý của những bạn tuổi dậy thì nó sẽ khó hiểu và nó rất là khó đối phó ấy mọi người, khó để tiếp cận kiểu như vậy. Tiếp theo nữa, một phần mà mình cũng khá là thích ở trong cuốn này nữa đấy là cái phần mà tâm lý học xoay quanh nam giới và nữ giới. Thì ở cái chương 7 tâm lý học xoay quanh nam giới và nữ giới này, nó sẽ phân tích cho mọi người rất là kỹ. Như lúc nãy mình nói đây là khái niệm về tình yêu này, thế nào là yêu, thế nào là thích này, rồi thậm chí là có cả những cái vấn đề liên quan đến tình dục với mọi người. Mọi người có biết cái việc mà tình dục dị thường không? Tức là có những người rất là thích cái việc là kiểu bạo dâm với cả khổ dâm các thứ ấy. Tại sao lại có những người thích những cái điều đấy? Những người thích điều đấy thì họ có bình thường hay không? Hay là họ có vấn đề về tâm lý chẳng hạn? Thì mọi người có thể đọc ở trong này. Có một cái rất là hay đấy, có là có 6 kiểu tình yêu. Mình sẽ đọc qua cho mọi người nhé. Ui, cái này nó rơi. 6 kiểu tình yêu theo Lee. Lee ở đây cũng là một nhà tâm lý học. Loại đầu tiên là chả biết đọc nữa, mình sẽ đọc tiếng Việt thôi nhá. Loại 1 là tình yêu bỡn cợt, chỉ muốn tận hưởng tình yêu như một trò chơi này. Thứ 2 là tình yêu hướng đến vẻ đẹp, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Thứ 3 là tình yêu cuồng loạn, khi có người yêu thì sẽ phiền não và hay ghen dù là những chuyện nhỏ nhặt. Tiếp là tình yêu kiểu bạn bè, muốn dành thời gian để xây dựng vững chắc và nuôi dưỡng tình yêu. Tiếp là tình yêu kiểu thực dụng, cân nhắc về sự cân đối trong sở thích và gia cảnh khi lựa chọn người yêu. Cuối cùng là tình yêu vị tha, vì người yêu có thể sẵn sàng hy sinh mạng sống. Đó là 6 kiểu tình yêu. Bạn đang có kiểu tình yêu nào với người yêu của mình vậy? Nói chung là nó có nhiều thứ kinh khủng luôn ấy. Mọi người sẽ được đọc rất rất là nhiều thứ ở trong này và kiểu khai sáng dã man khủng khiếp luôn. Một thứ mà mình cũng rất thích nữa đó là cái khái niệm về phức cảm. Thì trước đây khi mà mình đọc cuốn sách Thú Tội của Minako Minato Kane ấy, thì mình cũng có theo dõi bộ phim nữa. Ở trong bộ phim ấy thì cái con bé lớp trưởng nó nói với Shuya, cái nhân vật Shuya, là cậu có phức cảm tình dục với mẹ của mình. Ở trong chuyện là không đề cập đến cái này nhưng mà trong phim thì có. Thì khi mình nghe đấy như thế thì mình kiểu tò mò dã man, không biết là phức cảm là cái gì, bởi vì là hồi đấy mình không biết gì một tí gì hết về phức cảm luôn ấy. Và mình đã thử đi tra ở trên Wiki, trên Google ấy, thì nó cũng có những cái khái niệm nó rất là khó hiểu và mình kiểu đọc xong mình vẫn không hiểu thực sự phức cảm nó là cái gì ấy mọi người. Thì ở trong cuốn sách này nó lại có cái vấn đề đấy. Phức cảm ở đây thì sẽ là tập hợp những nội dung tâm lý trong vô thức. Tức là người ta không nhận thức được là người ta có những cái ý nghĩ đấy. Thế nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến hành động cũng như là suy nghĩ của họ. Ví dụ như là cái thằng bé Shuya ở trong Thú Tội ấy, cậu ấy có phức cảm tình dục với mẹ của mình. Thế nhưng mà cậu ấy lại không nhận thức được cái điều đấy và cậu chỉ kiểu chạy theo mẹ thôi mà không nhận thức được là mình có cái phức cảm đấy luôn ấy. Thì có 4 kiểu phức cảm tiêu biểu mình sẽ nói cho mọi người luôn nhá. Cũng là để sau này kiểu mình xem lại thì mình cũng nhớ luôn ấy. Đầu tiên là phức cảm
Oedipus là con người tồn tại nguyện vọng loạn luân với phụ huynh khác giới và cảm xúc lưỡng cực với phụ huynh đồng giới. Tôn trọng của đối địch, tức là kiểu con trai sẽ muốn độc chiếm tình cảm của mẹ và loại trừ bố của mình ấy. Thì cái phức cảm này tên là Oedipus bởi vì đây là tên của một vị thần Hy Lạp. Và cái vị thần này đã giết cha của mình để kết hôn với mẹ của mình. Chắc đây là loại mà Shuya gặp phải đây. Tiếp theo là phức cảm yêu mẹ, trạng thái khi người con trai đã trưởng thành vẫn duy trì mối quan hệ ỷ lại vào mẹ và thấy không cảm thấy nghi ngờ hay xung đột với điều đó. Tức là những bạn nam mà kiểu lớn rồi nhưng mà vẫn rất là yêu mẹ của mình ấy. Tiếp theo là phức cảm Cain. Cain ở đây là tên của hai người con trai đầu tiên của Adam và Eva ấy mọi người. Thì Cain và Abel, thì Cain đã giết em của mình là Abel để chiếm được tình yêu của Chúa ấy. Đây là phức cảm gọi tên mối xung đột tương khắc giữa hai anh em ruột. Và cuối cùng là phức cảm Lolita. Nghe tên Lolita là mọi người biết nó về cái gì rồi đúng không? Là nói về việc những người đàn ông ở tuổi trung niên có cảm xúc tình ái bị đè nén đối với các thiếu nữ nhỏ tuổi. Đó. Thì những thứ như vậy người ta gọi là phức cảm. Mình cũng không hiểu tại sao lại là phức cảm nữa. Có thể nó là những cái cảm xúc rất là phức tạp chăng? Bởi vì nó đều kiểu không bình thường ấy. Nào là con thích muốn kết hôn với mẹ này. Rồi anh thì anh em xung đột nhau. Hoặc là những người lớn tuổi có xu hướng tính dục với những người nhỏ tuổi hơn. Mình cũng không biết nữa. Nhưng mà mình rất là thích tìm hiểu về mấy cái này. Nên là khi mà đọc được ở trong cuốn này thì mình cảm thấy quá đỉnh, thật sự. Và cuối cùng nữa, đấy là một cái mình cũng rất là tâm đắc ở trong cuốn sách này. Đấy là các bệnh tâm lý và tâm lý học. Tức là khi mà đọc đến cái phần này thì mọi người sẽ biết được là tại sao tâm lý của mình lại có thể bị bệnh. Thì cũng như cái cơ thể ấy, thì tâm lý nó cũng có thể bị bệnh mà đúng không? Chỉ là bệnh tâm lý thì nó sẽ khó chữa hơn rất rất là nhiều so với cái bệnh của cơ thể. Thì đó, mọi người có thể tìm hiểu những cái vấn đề như vậy ở trong cuốn sách này nhé. Mình vừa kể sương sương những cái điều mà mình rất là tâm đắc ở trong cuốn này thôi. Thì thực sự là cuốn sách này nó chứa quá là nhiều thứ ấy. Một lúc để nhớ ngay thì sẽ không nhớ hết được. Thế nhưng mà mọi người cứ thỉnh thoảng mọi người lôi ra mọi người đọc một chương chẳng hạn, thì mình sẽ có cái nhìn rất là tổng quan về tâm lý học. Vậy thì đấy là phần giới thiệu của mình về cuốn sách này rồi. Thì bây giờ sẽ đến phần mình review nhé. Cuốn sách này thì mình đánh giá là 4/5. Bởi vì là từ nãy đến giờ thì mọi người toàn thấy mình khen nó thôi mà đúng không? Với một người mà rất là thích tìm hiểu về những thứ sâu xa bí ẩn như mình, đặc biệt là về tâm lý con người, nhưng mà lại rất là lười tìm hiểu khoa học. Nói chung là cuốn sách này nó giải đáp cho mình toàn bộ những cái thắc mắc trước giờ của mình về tâm lý ấy. Có một điều rất là hay nữa, đấy là cuốn sách này là về khoa học, thế nhưng mà người ta đã rất là linh hoạt trong cái việc là vẽ tranh minh họa để cho mình cảm thấy cái cuốn sách này nó đỡ bị khô cứng ấy mọi người. Thì ở trong cuốn sách này có rất là nhiều tranh minh họa. Nó chỉ có hơn 300 trang thôi nhưng mà cũng có rất là nhiều tranh ấy. Thế nên là cảm giác cái cuốn này nó cũng không quá là nhiều thông tin và cũng không quá là dày. Mọi người sẽ không quá là nản khi mà đọc nó. Mình là một người rất là thích tìm hiểu về những thứ như kiểu phức cảm, trầm cảm, ảo ảnh, các thứ. Thế nên là cuốn sách này thực sự là phù hợp với mình luôn. Và cái phần lý thuyết của nó ấy, nó cũng vừa đủ thôi. Nó là đại cương mà, nó là toàn thư mà. Thế nên là nó cũng vừa đủ thôi, nó không quá là dài dòng lê thê ấy. Thế nên là mình cảm thấy cuốn sách này là vừa đủ với mình. Tuy nhiên thì nó vẫn chưa được full 5/5 sao. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là nó vẫn hơi bị ngắn quá. Tức là khi mà cuốn sách này nó đề cập đến, khi mà tác giả đề cập đến một cái vấn đề gì đấy, ví dụ như là phức cảm Cain chẳng hạn, thì mình rất là hy vọng được đọc thêm một vài ví dụ về nó và một vài cái câu chuyện gắn liền với cái lý thuyết đấy. Thế nhưng mà nó lại không có nhiều, nó chỉ có một chút xíu thôi. Những cái ví dụ mà tác giả đưa ra thì nó khá là ít, nó sẽ nhường chỗ cho khái niệm nhiều hơn để cho cái cuốn sách của mình nó không bị dài quá ấy. Một điều nữa đấy là có khá là nhiều cái khái niệm khi mà mình đọc ấy, mình cảm thấy nó hơi bị cảm tính một chút xíu. Tức là nó không được xác thực bằng những cái số liệu cụ thể. Thế nhưng mà cũng không thể trách được, bởi vì là tâm lý trước đến giờ nó cũng đã làm cái gì đấy rất là cảm tính rồi. Nên là khái niệm của nó cũng cảm tính thì cũng đúng thôi, đúng không? Những bạn mà đang muốn tìm hiểu về tâm lý học cũng như là đang muốn tìm hiểu những điều bí ẩn xung quanh thế giới, xoay quanh tâm lý, thì mọi người hãy đọc ngay cuốn sách này. Hình như cái cuốn này nó có một tập nữa thì phải, nhưng mà mình cũng không nhớ cái tập đó tên là gì nữa. Thì mọi người cứ đọc cuốn này trước xem như thế nào nhá. Mình rất là thích cuốn này rồi đấy. Đọc xong kiểu khai sáng kinh khủng khiếp luôn.
Vậy thì đó là toàn bộ những cái review của mình về cuốn sách toàn thư tâm lý học của tác giả Motofumi Fukuhori. Hy vọng là các bạn đã thích cái video này. Đừng quên là mọi người vẫn... đừng quên cái gì nhỉ? Đừng quên là mình vẫn tiếp tục review sách ở trên Instagram Thị Lệ Nhận Sách nhé. Hy vọng mọi người đã thích cái video này một lần nữa. Và tạm biệt các bạn.